ông tránh xa tôi ra. Kiểu hàng xóm người ta nhìn thấy người ta dị nghị chết. Thì cái bác bạn, bạn của mẹ ấy, con cảm giác bác ấy là người không đàng hoàng. Dù thế nào với trong nữa thì mẹ cũng phải cẩn thận đấy nhá. Bác sĩ kết luận tôi bị ung thư đại tràng. Tiền phẫu thuật có nhiều không hả ông? Nhiều, những 200 triệu. Có một ít tiền tiết kiệm tôi lấy ra để gửi ông chữa bệnh nhá. Việc cháu nhờ cậu thế nào rồi? Cháu yên tâm, không có vấn đề gì đâu. Và bà ta rất tin tưởng cậu. Hai người có định lừa tôi đến bao giờ nữa hả? Bà ơi, bà ơi, đợi tôi với. Sao ông cứ đi theo tôi thế? Tôi muốn đi bên bà. Hay bà để tôi xách làn cho. Tôi có ốm đau gì đâu mà phải xách làn. Bà biết tôi thương bà mà. Tôi chẳng hiểu ông nói gì cả. Nếu ông thương tôi thì ông tránh xa tôi ra. Kẻo hàng xóm người ta nhìn thấy người ta dị nghị chết. Bà ơi, mẹ đang nghĩ gì mà ngẩn người ra thế ạ? Là mẹ rất cơ mình. Mẹ có nghĩ gì đâu, mẹ đang xem tivi mà. Con biết hết cả rồi, mẹ không phải giấu con đâu. Biết cái gì cơ? Thì cái bác mà hay đi chợ với mẹ, mấy hôm nay chẳng thấy bác ấy đâu cả. Đâu, mẹ toàn đi chợ có một mình thôi. Chắc còn nhìn nhầm ai ấy. Nhầm là nhầm thế nào ạ? Ngày nào bác ấy chẳng đứng ở trước cửa nhà mình. Mà con nói thật nhá, trông bác đấy phong độ phết mẹ ạ. Còn nói nhỏ thôi, mẹ với ông ấy chỉ là bạn thôi, cứ nghĩ ngợi lung tung. Có cái gì đâu mà phải ngại ạ? Con thấy hai người cũng đẹp đôi mà. Đẹp đôi cái gì, già cả rồi. Nhỡ mai hàng xóm người ta biết, người ta cười cho chết. Chẳng sao cả, quan trọng là mình thích và mình thấy vui là được. Mà con thấy bác ấy cũng thương mẹ mà. Mẹ cũng thấy thế. Nhưng mà bây giờ còn thằng Đức với là con Yến. Nếu mà nó biết mẹ mà đi bước nữa, mẹ sợ chúng nó. Mẹ, chuyện đấy mẹ không phải lo đâu ạ. Bọn con lúc nào cũng chỉ mong mẹ sống vui, sống khỏe. Nếu như bác ấy có thể chăm sóc và yêu thương mẹ thì bọn con cũng ủng hộ mà. Ông ấy á, đến bản thân ông ấy còn chả chăm sóc xong nữa mẹ. Mấy hôm nay tự nhiên mất hút luôn. Chả biết là bị cảm hay là phải gió gì cả. Cũng thấy sốt ruột. Mẹ, nếu như mà mẹ đang lo lắng cho bác ý thì mẹ nhắn tin cho bác ý đi. Biết đâu bác ấy cảm động, bác ấy lại cầu hôn mẹ luôn ý. Cái con bé này vớ vẩn, ăn nói lung ta lung tinh. Cháu mời bác ạ. Bác xin. Chả mấy khi nhà mình có việc vui thế này. Cháu ơi, lấy rượu ra uống đi. Hôm nay á, vợ cho chồng uống thoải mái luôn. Vợ anh nói chưa có chuẩn. Bác Đặng, bác cháu mình làm vài chén nhá. Ở nhà cháu cũng ham nhậu lắm, nhưng mà bị vợ quản chặt, mấy khi được thoải mái đâu. Cái gì nó nói đúng. Đàn ông ấy là phải biết nhậu, nhưng mà nếu mà quá ấy là không tốt đâu. Dạ vâng, cháu nói vậy thôi, chứ cháu uống cũng phải có điểm dừng mà bác. Mà bác nói chuyện y hệt mẹ cháu, thảo nào hai người làm bạn được với nhau. Bác Đặng, nhà bác ở đâu đấy ạ? Nhà bác ở quê, cách đây mấy trăm cây số ấy. Nhưng bác trọ ở bên cạnh ấy, cách đây mấy ngõ, nên bác mới quen được mẹ cháu. Thế ạ? Quê bác ở đâu ạ? Ở Hà Giang, cùng quê với chị đấy. Ôi, thật thế ạ?
có khi còn có họ với nhau ấy nhở. À không có gì, thế em nói cũng có lý, hay là bác cháu mình thử cắt máu nhận người thân nhở. Diệu đây rồi bác. Ừ. Bác uống tốt thế, bác cháu nhắn thêm tí nữa. Rồi tới đi. Chuyện nhỏ như con thỏ. Mày cứ mang 4 chai nữa ra đây là bác quất tất. Thôi, ông ơi, tôi thấy ông say quá rồi đấy. Say đâu mà say, bà xê ra để tôi uống. Bác làm gì đấy ạ? Thôi con ạ, ông say quá rồi. Nhưng mà uống bác. Mẹ ơi. Gì con? Con thấy bác ấy cứ thế nào ấy ạ? Ai hả con? Thì cái bác Đạm, bạn của mẹ ấy. Con cảm giác bác ấy là người không đàng hoàng ấy. Ông ấy cũng có ý tốt mà con. Mà sao con cứ nghĩ xấu về người khác thế? Thì con thấy như thế mà. Mà hôm trước bác ấy còn chả đẩy mẹ tí ngã còn gì nữa. Chấp gì cái người say hả con? Bình thường bác ấy cũng hiền lành mà. Thôi con đừng đa nghi quá nhá. Mẹ này, thật ra là con cũng chỉ muốn tốt cho mẹ thôi. Dù thế nào đi chăng nữa thì mẹ cũng phải cẩn thận đấy nhá. Ừ, mẹ biết rồi, con cứ yên tâm. Thế ông hôm nay không đi làm mà sang thăm tôi thế này? Tôi hôm nay ốm, tôi xin nghỉ mấy hôm. Khổ, già rồi. Ông đừng có tham công tiếc việc nữa. Mà tôi thấy cái nghề phu hộ của ông á, vất vả lắm đấy. Uống nước đi. Tôi cũng biết thế, nhưng muốn kiếm thêm ít tiền để gửi về cho con cho cháu. Ai dè. Có chuyện gì thế hả ông? Có lẽ tôi sang thăm bà lần này là lần cuối. Mấy bữa nữa tôi thu xếp về quê, tôi không lên trên nữa. Thế còn tôi, ý tôi là ông bảo là ông còn ở trên Hà Nội đến mấy năm nữa cơ mà. Tôi cũng không giấu bà nữa. Sáng nay tôi đi khám bác sĩ. Bác sĩ kết luận tôi bị ung thư đại tràng. Trời, thế có cách nào để chữa được không hả ông? Có, họ bảo phải phẫu thuật thì may ra mới có cơ hội để sống. Nhưng bà thì xem như cái nghề của tôi lấy đâu ra tiền. Thôi cứ kệ nó, sống chết nó có số rồi. Ông đừng có nghĩ như thế, rồi sẽ tìm được ra cách mà ông. Không đâu bà, cái lũ con của tôi ở quê chúng nó còn nghèo hơn tôi, nó ăn còn chưa đủ thì làm sao mà lo cho tôi có tiền để chữa bệnh được chứ. Mà nó có lo được ấy, thì tôi cũng không muốn. Mình già rồi, mà chết cũng không sao, không muốn làm phiền cho con. Ông à, ông đừng có nghĩ như vậy. Tuổi bọn mình á, phải sống 15 năm, 20 năm nữa chứ. Mà tiền phẫu thuật có nhiều không hả ông? Nhiều, những 200 triệu. Nhưng bà xem, cái mạng của tôi có bán đi cũng không được 10 triệu. Ông à, tôi thì cũng chẳng giàu gì, nhưng mà có một ít tiền tiết kiệm, tôi lấy ra để gửi ông chữa bệnh nha. Không không, tôi làm sao dám lấy tiền của bà. Tôi thì còn có hai đứa con,
các con nó sẽ lo được cho tôi. Chứ ông thì tôi thương ông lắm. Tôi biết, nhưng tôi không thể nhận tiền của bà được. Tôi thà chết. Tôi xin ông, ông phải sống. Chứ ông mà chết thì tôi biết phải làm thế nào. Con xin lỗi vì đã nghe lén câu chuyện ạ. Bác Đạm ạ, mẹ con đã có ý muốn giúp bác thì bác cứ nhận đi ạ. Bọn con tự lo được mà. Nhưng Ông đừng khách sáo quá như vậy. Quan trọng nhất bây giờ là sức khỏe, tiền ông để sau đi. Bây giờ ông với tôi cũng như người trong nhà, giúp đỡ ông là chuyện bình thường mà. Mẹ con đã nói như vậy thì bác nhận cho mẹ con vui ạ. Vâng, tôi cảm ơn bà nhé. Vậy thì tốt rồi ạ. Hôm nay bác Đạm ở đây ăn cơm với gia đình cháu nhá. Cháu còn nấu nhiều món bác thích đấy ạ. Chị với ông ta thân thiết quá nhỉ. Còn biết cả món của ông ta thích nữa. Bác Đạm hay sang đây chơi nên chị biết cũng là chuyện bình thường mà. Chứ không phải vì ông ta là cậu của cô à? Anh nói cái gì đấy? Hai đứa nói cái gì thế hả con? Đây, mẹ xem đi. Việc cháu nhờ cậu thế nào rồi? Cháu yên tâm, không có vấn đề gì đâu. Và bà ta rất tin tưởng cậu. Tốt. Nhưng mà cậu có thấy nó ác ác như nào? Ác nhưng mà có tiền thì vẫn làm đúng không? À thì... Cậu không phải lo, cháu đã chuẩn bị hết cả rồi. Từ hồ sơ bệnh án cho đến giấy ra vào viện, tất cả đã xong. Nếu ai hỏi thì cậu cứ đưa ra. Cậu biết. Và quan trọng ấy là sau này cậu phải tìm đủ mọi cách để đưa bà ta về quê. Có thể lấy lý do là không khí ô nhiễm quá chẳng hạn. Cháu chán cái cảnh làm dâu bà ta lắm rồi, không muốn nhìn thấy mặt bà ta thêm một ngày nào nữa. Cậu đánh cũng được, chửi cũng được, miễn là bà ta không bao giờ quay lại thành phố được nữa. Cậu biết, cháu cứ yên tâm. Thôi, cậu đi đây. Nghe tôi giải thích đã. Thôi đi. Hai người có định lừa tôi đến bao giờ nữa hả? Anh phải tin em. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Em với cậu chỉ nói đùa thôi. Tất cả chỉ là nói đùa thôi. Đùa? Cô nghĩ mẹ tôi là trò đùa? Không, chị không có ý đấy. Cầm mồm. Đủ rắn độc. Bà phải tin tôi. Tôi thương bà thật mà. Ông có định lừa mẹ tôi bao giờ nữa hả? Ông làm bà ấy bị tổn thương như thế chưa đủ à? Với loại người như thế này thì em không cần phải nói nhiều làm gì cả. Cứ đuổi đi là xong. Nhà tôi ấy không phải là nơi để chứa phế thải. Hai người đi cho. Anh Phúc, em là vợ anh mà. Tình gì còn nghĩa, anh có thể tha cho em lần này được không? Cô đối xử với mẹ tôi như vậy mà còn dám nói hai chữ tình nghĩa, cô thấy nhục không? Tôi nói rồi đấy, cút, tôi không muốn làm cô nữa. Mẹ ơi, cút. Mẹ, không sao đâu, mọi chuyện kết thúc rồi mẹ. Đúng rồi mẹ, mẹ yên tâm, bọn con sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ cho mẹ. Mẹ có lỗi với các con. Bà cố tình giữ cái thai để làm gì? Mà sao bà không giữ kín cái chuyện này đến khi bà chết? Nếu bà còn xuất hiện trước mặt tôi ấy,
mà gia đình tôi ấy, tôi không để cho mẹ con bà yên đâu. Thực ra bố của con vẫn còn sống. Con không cần bố, con không cần ai hết, con chỉ cần mẹ thôi. Người bố đang ngồi trước mặt kia là bố của anh, cũng là bố của em. Mẹ ngồi xuống đây nghỉ đi ạ. Hôm nay đi khám cả ngày đã mệt rồi. Vất vả cho con rồi, phải nghỉ cái công việc để đưa mẹ đi khám như này. Vất vả gì đâu ạ, mẹ là mẹ của con cơ mà. Mà mẹ đang bị bệnh như thế, con phải đưa mẹ đi chứ ạ. Điều của mẹ bây giờ là phải tĩnh dưỡng sức khỏe thật tốt để sống thật lâu với con. Mẹ đừng nghĩ nhiều mẹ nhá. Mẹ biết rồi, mẹ chỉ có mỗi một mình con thì mẹ phải sống với con thật lâu chứ. Những lúc như thế này con chỉ ước mình vẫn còn bố. Không sao mẹ ạ, mẹ con mình sẽ sống thật hạnh phúc và vui vẻ thay cả phần của bố mẹ nhá. Bố ơi, bố ở trên trời cao, bố cứ yên tâm ạ. Con sẽ chăm sóc cho mẹ thật chu đáo. Nếu mà bố có nhớ mẹ thì bố cũng phải đợi đấy. Mẹ phải sống với con thêm mấy chục năm nữa cơ. Alo ạ. Vâng, em với mẹ vừa ở viện về ạ. Tuần sau mới có kết quả cơ ạ. Anh đến rồi ạ, thế để em xuống. Lát anh lên thăm mẹ sau nhá. Vâng ạ. Mẹ ơi, con đi với anh kia đến nhà sếp của anh ấy. Tí nữa anh ấy sẽ về thăm mẹ sau ạ. Con nói với nó làm gì? Rồi lại nó lại tốn tiền mua quà cáp, mất thời gian của nó thêm ra. Mà bảo nó không được mua cái gì đâu đấy nhá. Mẹ buồn cười thật đấy. Mẹ là mẹ con cơ mà. Mà mẹ đang ốm đau như thế thì anh phải càng quan tâm hơn chứ ạ. Mẹ còn chưa kịp cảm ơn nó ấy, vì nó đã yêu con gái của mẹ. Chứ nếu không á, con gái của mẹ ế mất. Cháu chào cô ạ. Ừ, chào cháu. Ngồi đi cháu. Sức khỏe cô thế nào rồi ạ? Cũng tạm ổn cháu ạ. Vâng, cô nhớ giữ gìn sức khỏe cô nhá. Bây giờ cháu xin phép đưa Ly đi có việc một chút ạ. Ừ, vâng, thì con đi đi ạ. Hai đứa cần đi đâu thì cứ đi đi. Mẹ ở nhà một mình cũng được. Vâng, con cũng về sớm lo cho mẹ đâu. Dạ. Chúng con đi đây ạ. Ừ. Chào cô. Ừ, đi nhá. Đi đây. Alo, cho tôi hỏi, đây có phải số điện thoại của ông Đạm không? Vâng, đúng rồi, tôi đây. Cho hỏi ai gọi đây? Tôi là Xuân đây. Ông còn nhớ chứ? Xuân à? Tự dưng bà gọi tôi có việc gì đấy? Tôi có việc này cần nói với ông. Tôi muốn gặp ông một lúc có được không? Có chuyện gì thì cứ nói qua điện thoại luôn đi. Chuyện này dài lắm, không thể nói qua điện thoại được. Ông cho tôi xin 30 phút thôi. Tôi sẽ không làm mất thời gian của ông lâu đâu. Được rồi, tôi sẽ nhắn thời gian về địa điểm cho bà. Vâng, cảm ơn ông.
lâu lắm rồi không gặp nhau. Ông vẫn sống tốt chứ? Cảm ơn bà, tôi vẫn sống rất tốt. Thôi, có việc gì bà cần nói với tôi, bà chia sẻ luôn đi, bởi vì tôi rất bận. Gần 30 năm rồi không gặp. Kể từ cái ngày ông lặng lẽ bỏ lên thành phố mà không nói với tôi một lời nào, cho đến giờ phút này, chẳng nhẽ không có một lần nào ông thắc mắc xem cuộc sống của tôi như thế nào à? Bà sống thế nào liên quan gì đến tôi? Cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao ông lại làm như thế với tôi. Đương nhiên rồi, tôi không muốn chôn chân cùng với bà suốt đời ở cái mảnh đất khỉ ho cò gáy này. Tình yêu tuổi học trò không làm tôi phát triển. Tôi lên thành phố cưới một người giúp tôi có tương lai cuộc sống tốt hơn nhiều. Hóa ra là như vậy. Giờ bà biết lý do rồi, bà buông tha cho tôi. Tôi cũng đã có vợ, có con, có gia đình và cuộc sống rất là tốt. Chẳng phải bà cũng thế sao? Không, tôi không lập gia đình, nhưng tôi có một cô con gái. Bà chửi hoang à? Đẹp mặt nhỉ? Nó chính là con gái của ông. Cái ngày mà ông lặng lẽ bỏ tôi ra đi không nói một lời nào ấy, sau đó một thời gian tôi mới phát hiện ra mình đã có thai. Tôi đã đi tìm ông để định nói hết với ông mọi chuyện, nhưng cũng lúc ấy tôi nghe tin ông chuẩn bị cưới vợ và chị ấy cũng đang mang thai. Thực lòng tôi không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình của ông, nên tôi đã lặng lẽ giấu đi chuyện này, lặng lẽ một mình để nuôi con khôn lớn. Cái gì? Bà điên à? Bà cố tình giữ cái thai để làm gì? Mà sao bà không giữ kín cái chuyện này đến khi bà chết? Bây giờ còn tìm gặp tôi để nói chuyện ra để làm gì? Bây giờ con nó đã lớn rồi, nó có quyền được biết bố nó là ai chứ. Bà còn con nữa à? Mà chắc gì nó là con tôi? Hay bà định đưa nó ra để vòi vĩnh hoặc là tống tiền tôi? Đừng có mơ, tôi không dạy đâu. Ông nói như thế mà cũng nói được à? Nếu như ông không tin thì ông có thể đi làm xét nghiệm ADN. Không cần phải xét nghiệm, chắc chắn là không phải con tôi rồi. Mà tôi nói cho bà biết nhé, nếu bà còn xuất hiện trước mặt tôi ấy, và gia đình tôi ấy, tôi không để cho mẹ con bà yên đâu. Con chào mẹ ạ. Ừ, Ly à, con ở đây, mẹ đang có chuyện này muốn nói với con. Ừ, vâng ạ. Hứa với mẹ là phải thật bình tĩnh, chứ nghe mẹ nói nhé. Có chuyện gì mà mẹ lại nghiêm trọng thế ạ? Thực ra bố của con vẫn còn sống. Mẹ vừa nói gì ạ? Bố con còn sống. Nhưng chẳng phải mẹ bảo bố con đã mất từ khi con còn nhỏ còn gì ạ? Mẹ xin lỗi vì đã nói dối con. Nhưng cũng chỉ vì bất đắc dĩ nên mẹ mới phải làm như thế. Ông ấy vẫn còn sống và đang còn sống ở rất gần đây nữa. Cứ cho là ông ấy còn sống đi, nhưng tại sao ông ấy lại không đến tìm mẹ con mình ạ? Bởi vì ông ấy không hề biết đến sự tồn tại của con. Bố mẹ yêu nhau được một thời gian thì ông ấy đột ngột bỏ lên thành phố để lấy một người phụ nữ khác.
Lúc đó mẹ đã vô tình mang thai con mà không hề hay biết. Rồi mẹ không muốn phá vỡ hạnh phúc của ông ấy, nên mẹ đã giữ bí mật đến bây giờ. Tại sao lại có chuyện này? Sao bây giờ mẹ mới nói với con ạ? Bởi vì mẹ không còn sống được bao lâu nữa. Mẹ bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Mẹ sợ nhỡ sau này có mệnh hệ gì thì con lại đến tìm ông ấy. Lúc sáng mẹ đã đến tìm ông ấy và nói hết mọi chuyện. Nhưng có lẽ vì ông còn quá sốc nên ông ấy chưa thể chấp nhận con. Tất cả mọi chuyện mẹ nói với con đều là nói dối phải không ạ? Không thể có chuyện này được. Không thể. Mẹ ơi, con không cần bố, con không cần ai hết. Con chỉ cần mẹ thôi. Mẹ. Đây là bố của con. Khi mẹ mất đi, con hãy đến tìm ông ấy. Và đừng trách ông ấy, vì ông ấy không hề có lỗi. Nếu ông ấy không cần đến mẹ con mình thì việc gì con phải đi tìm ông ấy ạ? Ông ấy không xứng đáng là người bố. Con hãy nhìn bố đi, đến lúc con đi tìm bố nhá. Mẹ vừa nói gì ạ? Người trong ảnh này là bố con ạ? Đúng, ông ấy chính là bố của con. Nhưng đây là... Là ai? Con biết ông ấy à? Không, không có gì ạ. Có lẽ con cần tặng bố một món quà hội ngộ đầy bất ngờ rồi. Con chào bố mẹ. Hôm nay con dẫn bạn gái đến chơi nhà. Đây là Ly, bạn gái của con. Còn đây là bố mẹ của anh. Ngồi đi con. Chào ai bác ạ. Ngồi đi em. Quý hóa quá. Thằng kia nó cũng nói về cháu rất là nhiều lần rồi mà bác chưa được gặp. Thế hai đứa uống gì để mẹ đi lấy? Dạ thôi, cháu không dám làm phiền bác ạ. Cháu không uống gì đâu ạ. Cháu cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Hôm nay con dẫn Ly lên đây là để giới thiệu bố mẹ. Ly là người yêu chính thức của con. Bọn con đã yêu nhau một thời gian rồi ạ. Đáng lẽ ra ấy, anh có bạn gái ấy, là anh phải đưa về giới thiệu bố mẹ ngay. Này, cứ để bố mẹ chờ tối ngày. Thì đấy, bọn con yêu nhau cũng phải tìm hiểu kỹ nhau rồi nghiêm túc mới dẫn về ra mắt bố mẹ chứ ạ. Với cả hôm nay con dẫn Ly về đây là để tính tương lai bọn con. Bọn con sẽ... Anh cứ để em thưa chuyện với hai bác. Dạ, thưa hai bác, ngày hôm nay cháu đến đây là để nói lời chia tay với anh Kiên ạ. Chúng mình chia tay đi. Em đang đùa anh đấy à? Có bố mẹ anh ở đây sao lại đùa lúc này? Em đang rất nghiêm túc, anh không thấy à? Em nói, chúng mình chia tay đi, đừng yêu nhau nữa. Thì lý do của em là gì? Vì em với cả anh là hai chị em cùng cha khác mẹ. Cái gì? Chị em cùng cha khác mẹ? Em đang nói linh tinh gì đấy? Em bị điên à? Người bố đang ngồi trước mặt kia
là bố của anh, cũng là bố của em. Thật tình cờ đúng không? Em mới biết chuyện trớ trêu này cách đây không lâu thôi. Kìa bố, bố nói gì đi chứ ạ? Chuyện này là sao ạ? Cô nói đến cái gì thế? Làm sao con này là con gái tôi được? Đến bây giờ ông vẫn không chấp nhận sự hiện diện của tôi à? Ông nhìn đi, ông làm mẹ tôi có bầu rồi bỏ lên thành phố cưới người khác, ông không thấy xấu hổ à? Cô là con gái bà Xuân à? Lúc đó tôi không biết mẹ cô mang thai. Thế nếu biết thì sao? Ông vẫn bắt bảo ấy bỏ cái thai đi bằng được chứ gì? Ông biết hết mọi chuyện mà vẫn nói mẹ tôi bịa đặt rồi ruồng bỏ bà. Mẹ tôi đang bị ung thư giai đoạn cuối, thế nên mới quyết định nói ra chuyện động trời này đấy. Okay. Mẹ ơi, làm sao thế này mẹ ơi? Em, ông chạy ra đi. Tất cả chuyện xảy ra ngày hôm nay đều là do lỗi của ông đấy. Nghiệt duyên, đúng là nghiệt duyên mà. Mẹ tôi mệnh hệ gì, tôi không tha thứ cho ông đâu. Mẹ ơi, để con đưa mẹ đi đến bệnh viện. Mẹ chịu khó nhé mẹ ơi. Mẹ ơi. Ông hãy trả giá cho những lỗi lầm, những việc làm của ông đi. Và đừng bao giờ ngừng cảm thấy có lỗi với mẹ con tôi.